Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Top Share. Dương Tử tham gia nghệ thuật từ bé, cô góp mặt trong nhiều bộ phim được nhiều người yêu thích. Mặc dù được biết đến từ nhỏ, nhưng Dương Tử không vì vậy mà không ngừng cố gắng. Cô nỗ lực nâng cao khả năng diễn xuất lẫn quan tâm chăm chút đến sắc đẹp. Cho đến hiện tại, Dương Tử là một trong những tiểu hoa đán thực lực được nhiều người yêu mến. Bất cứ vai diễn nào đều không thể làm khó được Dương Tử. Cô diễn đáng yêu rất thật, cảnh bi thương cũng khiến khán giả đau lòng. Phim có Dương Tử đóng được rất nhiều người đặc biệt quan tâm. Nếu bạn là một trong những người yêu thích phim của cô thì đừng bỏ lỡ top những bộ phim hay nhất của Dương Tử sau đây nhé! Bộ phim đầu tiên, Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn. Đây là phim mới của Dương Tử trong năm 2021. Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn kể về chuyện tình của bác sĩ Cố Ngụy do Tiêu Chiến thủ vai và cô nàng sinh viên Lâm Chi Hiệu, Dương Tử thủ vai. Vai diễn cô sinh viên hoạt bát, lương thiện và ấm áp không thể làm khó được Dương Tử. Cô hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Sự kết hợp của Dương Tử và Tiêu Chiến trong phim với những khoảnh khắc ngọt ngào nhiều lần khiến fan đứng ngồi không yên. Diễn xuất của cặp đôi vô cùng tự nhiên, nội dung phim tình cảm cũng tạo nên sức hút cho bộ phim. Bộ phim thứ hai, Cá Mực Hầm Mật. Cá Mực Hầm Mật là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Phim thuộc thể loại ngôn tình thanh xuân vườn trường, đô thị. Phim có sự tham gia đóng chính của Dương Tử và nam diễn viên Lý Hiện. Trong phim, Dương Tử vào vai đồng niên, một nữ sinh viên đáng yêu được nhiều người yêu thích. Trong một lần tình cờ, cô đã gặp được nam thần lạnh lùng Hàn Thứ Ngôn, người mà cô vô cùng yêu mến. Câu chuyện tình yêu hài hước và ngọt ngào giữa hai người họ cũng dần bắt đầu. Bộ phim đặc biệt thích hợp cho những ai yêu thích ngôn tình lãng mạn và sùng ngọt. Bộ phim thứ 3, Hương Mật Tựa Khói Sương. Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những bộ phim góp phần tạo nên tên tuổi cho Dương Tử. Phim thành công rực rỡ và giúp cho Dương Tử chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả. Dương Tử trong vai Cẩm Mịch, một tiên nữ trong sáng hồn nhiên. Mẫu thân nàng đoán được rằng tương lai nàng phải trải qua một kiếp nạn về tình duyên nên đã cho nàng uống vẫn đan đoạn tuyệt tình ái. Thế nhưng, trải qua nhiều sự việc, chuyện tình cảm của Cẩm Mịch chẳng hề suôn sẻ, kiếp nạn cũng phải đến. Chuyện tình cảm phức tạp giữa ba người, Cẩm Mịch, Hỏa Thần Húc Phượng và Dạ Thần Nhuận Ngọc sẽ như thế nào? Hãy theo dõi bộ phim này nhé! Bộ phim thứ tư, Chàng Trai Mạc Cách Ly Của Tôi. Chàng Trai Mạc Cách Ly Của Tôi, bộ phim xoay quanh câu chuyện hài hước của cô nàng thành phố hiện đại Lăng Hy, Dương Tử thủ vai và chàng Mông Ly, Mã Thiên Vũ, từ nhỏ đã sống trong rừng. Sự khác biệt trong lối sống và cả tính cách của cả hai đã tạo nên nhiều câu chuyện giờ khóc giờ cười. Hai người này lúc đầu không thích nhau, nhưng dần theo thời gian họ lại càng trở nên thân thiết. Bộ phim được ra mắt vào năm 2019. Mặc dù không quảng cáo quá rầm rộ, nhưng về nội dung, đây vẫn là một trong những bộ phim chất lượng nên xem. Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết. Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết là một trong những bộ phim xuất sắc của Dương Tử. Đây là bộ phim cổ trang tiên hiệp thần thoại. Cặp đôi chính trong phim là Dương Tử và Nhậm Gia Luân. Nội dung phim kể về chuyện tình tiên yêu đầy trắc trở. Bạch Yêu Yêu, Dương Tử thủ vai, vốn là một con xà yêu nhỏ may mắn được Ly Sơn Thánh Mẫu nhận làm đồ đệ. Nay gửi dưới chân núi Cửu Hề nhờ Tử Tuyên, đồ đệ Thanh Đế dạy dỗ. Tử Tuyên vốn tính trầm mặc, lạnh nhạt, chẳng hiểu sao lâu ngày lại có chút tình cảm với con xà yêu nhỏ này. Bạch Yêu Yêu hoạt bát, nhanh nhẹn, cũng yêu mến Tử Tuyên và cố gắng tu luyện thành hình người. Thế nhưng, tiên yêu cách biệt, làm trái mệnh trời, cả hai đã phải vượt qua vô số thử thách để đến được bên nhau.
Bộ phim tiếp theo, Long Châu Truyền Kỳ. Long Châu Truyền Kỳ là bộ phim Hoa ngữ đáng thưởng thức. Phim có sự tham gia của các diễn viên thực lực như Dương Tử, Tần Tuấn Kiệt, Thư Sướng, Mao Tử Tuấn, Khương Hồng. Dương Tử hóa thân vào vai nàng công chúa cuối cùng của Minh Triều, Lý Dịch Hoan. Công chúa Tiền Triều cuối cùng vô tình gặp gỡ Khang Hy thời trẻ cải trang vi hành. Hai người cùng trải qua những khó khăn, có những kỷ niệm vui buồn cùng nhau và những hẹn ước khó quên. Bộ phim thứ 7, Hoan Lạc Tụng. Hoan Lạc Tụng là bộ phim truyền hình Trung Quốc nổi tiếng. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả An Ai. Các diễn viên chính tham gia diễn xuất trong phim bao gồm Dương Tử, Lưu Đào, Tưởng Hân, Vương Tử Văn, Kiều Hân. Ở chung cư tầng 22 thuộc thành phố Thượng Hải, 5 cô gái trẻ, mỗi người một màu sắc, một tính cách khác nhau. Họ còn khác biệt cả về xuất thân, tuổi tác, quan hệ xã hội và công việc. Ban đầu họ đã xảy ra những mâu thuẫn, thế nhưng sau khi trải qua nhiều khó khăn và thử thách, họ đã dần hoàn thiện bản thân và trở thành những người bạn tốt của nhau. Bộ phim thứ 8, Nhà có trai có gái. Nếu bạn muốn biết Dương Tử ngày bé dễ thương hoạt bát như thế nào, hãy thử xem bộ phim Nhà có trai có gái. Bộ phim được lên sóng vào năm 2005 và là một trong những bộ phim đạt được rating khủng lúc bấy giờ. Nhà có trai có gái là bộ phim tình cảm gia đình hài hước Trung Quốc, cũng là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Sau thành công vượt trội của Nhà có trai có gái, các diễn viên trong bộ phim cũng như Dương Tử đã được mọi người biết đến nhiều hơn. Trong phim, Dương Tử đảm nhận vai Hạ Tuyết đáng yêu và nhí nhảnh. Bộ phim tiếp theo, Thanh Vân Chí. Thanh Vân Chí là một trong những bộ phim truyền hình đình đám trên màn ảnh Hoa ngữ vào năm 2016. Bộ phim thuộc thể loại cổ trang tiên hiệp. Dương Tử gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi vai diễn Lục Tuyết Kỳ. Dương Tử thể hiện được vẻ khí chất và lạnh lùng của nhân vật. Nhan sắc ngày càng thăng hạng và diễn xuất một ngày một đỉnh cao là những ưu điểm mà Dương Tử sở hữu. Chính vì vậy, danh hiệu Tiểu Hoa Đán dành cho cô là hoàn toàn xứng đáng. Bộ phim cuối cùng, Liệt Hỏa Anh Hùng. Dương Tử tiếp tục ghi điểm với bộ phim Liệt Hỏa Anh Hùng trong năm 2019. Phim được lấy bối cảnh thời hiện đại và được chuyển thể từ báo cáo văn học Nước mắt là nguồn nước sâu nhất. Bộ phim xoay quanh công việc của những người lính cứu hỏa. Bất cứ lúc nào, ở đâu, hễ có thông báo khẩn thì tất cả đều tập trung đến một cách nhanh nhất có thể. Trong phim, Dương Tử đảm nhận vai Vương Lộ với những phân cảnh sinh ly tử biệt với người chồng mới cưới, Âu Hào, đã làm cho người xem thổn thức. Khi trailer phát hành, cảnh khóc của Dương Tử trong bộ phim lập tức lên top 1 hot search và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Dương Tử là một trong những cái tên không còn quá xa lạ trong làng giải trí Hoa ngữ. Cho đến hiện tại, Dương Tử đã đạt được rất nhiều thành tích đáng nể phục. Nhiều giải thưởng danh giá và danh sách dài các bộ phim. Trong những năm gần đây, cô cũng tham gia nhiều dự án phim hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hãy like và share để ủng hộ Top Share nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.